Hello, mình công tình quay một cái đoạn video nói về cái giá của mình thì cuối cùng mình mới biết là mình đã không có nhấn mạnh cái nút để mà nó ghi lại. Thì bây giờ mình phải ghi lại nè. Khi đó là mình đã hái xong rồi. Đây là cái đậu xanh đó, mình đổ mình làm giá đó. Lúc trước mình coi rất là nhiều người dạy cho cách mình làm giá bằng cách là trồng trong cái bình nước cho những người không có đất. Thì hôm nay mình đã trồng xuống cái đất compost, đất mà trồng cây á ha. Thì mình thấy nó mọc rất là tốt và mập, cái thân nó mập. Chỉ có điều nó không được dài thôi, nó không 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 dài như ở ngoài tiệm bán thôi. Nhưng cũng được bao nhiêu đây à? Dài phân à. Rồi nhưng mà nó mập lắm, nó mập và nó tốt. Yeah, đây là like this. Like this. À, sao không được giòn hả? Đó, giòn nè đó. Thì hôm qua mình có thử rồi, có thử nấu mì gói rồi và nó cũng ok lắm nè. Khi mình cầm đây cái đầu ha, mình nhổ lên ha, hay mình đi rửa cái này, mình phải rửa nhiều lần. Ôi, sao nó không được giòn ha, hay sao vậy ta, mập. Nó vậy đó, nó là vậy đó, mình cũng không biết nói gì sao, nó vậy đó. Lúc mình nhai thì nó cũng giòn nghe, rột rột. Rồi vậy là giống như mình làm rất là tiện ha. Khi nào mình cần có giá mà gấp á, hoặc là giá mua về trong tủ lạnh bị hư á, mau hư á, thì mình thử cách này đi. Cách này mình thử rồi, mấy mấy hôm trước mình thử rồi, thử một lần trước rồi thì thấy nó không có lâu hư lắm à. Để hoài để quỷ sao lâu hư. Như vậy đó, phải rửa thêm nhiều nước nữa cho nó đẹp ha. Ok, bye.